nhiều khúc gỗ nặng hàng tấn đã lăn khỏi xe tải, đè trúng một cô gái đang đứng chờ đèn đỏ ở Kelantan, Malaysia vào ngày 9 tháng 7. Đoạn video từ camera hành trình của chiếc ô tô đậu phía sau cho thấy những khúc gỗ dài khoảng 4,5 mét ồ lăn xuống đè trúng City Noreliana Kamaruzan, 21 tuổi, khi cô đang ngồi trên chiếc xe máy. City bị kẹt giữa những khúc gỗ và chiếc xe bán tải đậu bên cạnh. Chứng kiến sự việc, nhiều tài xế đã nhanh chóng xuống xe để giải cứu cô gái, Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Guamusan để điều trị vết thương. Cô gái trẻ sau đó được chuyển đến bệnh viện Raja Brembuan, Sai Nắp 2 vào ngày 10 tháng 7. Bạn trai của City cho biết cô đang trên đường đi làm tại một siêu thị ở Banda Utama thì gặp nạn. Giám đốc cảnh sát quận Guamusan, ông Sid Fu, cho biết thời điểm trên chiếc xe tải chở gỗ đang rẽ vào một góc đường thì gỗ ô ạt rơi xuống. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.